xa nhà, về vợ chào đón nồng nhiệt cả đêm và cái kết bất ngờ. Bạn sẽ làm gì sau nhiều tháng xa nhà? Hào hứng và cuồng nhiệt ôm chầm lên người vợ trẻ vì nhớ nhung. Chàng trai trong câu chuyện ngày hôm nay không phải ngoại lệ. Sau khi có chuyến công tác dài ngày, anh và vợ trẻ đã có một đêm cuồng say chung men tình. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi vì một tình tiết không ngờ mà anh đã phát hiện ra khi vào toilet vệ sinh cá nhân. Ánh mắt anh phải khựng lại khi chạm vào một thứ. Thực hư câu chuyện này sẽ như thế nào? Tình tiết đó là gì và cái kết sẽ ra sao? Mời các bạn cùng lại chuyện tìm hiểu ngay sau đây. Anh Hoàng và vợ cưới nhau được gần 2 năm nhưng vẫn chưa sinh con. Hai vợ chồng sống tại một thành phố sầm uất. Vợ anh nói cô ấy quản trẻ, muốn có thêm thời gian tự do. Sau khi tư tưởng thoải mái, kinh tế ổn định thì mới sinh con. Anh tôn trọng ý kiến và mong muốn của vợ, mặc dù bản thân anh trong thâm tâm rất mong muốn được làm bố. Đợt vừa rồi anh có chuyến công tác ở tỉnh xa kéo dài 3 tháng. Trong thời gian đi công tác, dù bận rộn đến mấy anh vẫn dành thời gian nhắn tin trò chuyện và gọi video với vợ mỗi ngày. Chúng tôi kể cho nhau nghe mỗi ngày của mình trôi qua thế nào, nói những lời yêu thương nhung nhớ, dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe, anh Hoàng chia sẻ. Anh không hề khắt khe với vợ, buổi tối cô ấy buồn có thể đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp. Anh tin tưởng vợ là người phụ nữ đoan chính và biết giữ mình. Chúng tôi đủ trưởng thành cũng như trân trọng nhau để không bao giờ làm điều gì đó quá giới hạn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, anh chia sẻ thêm. 3 tháng nói dài thì dài, mà thật ra trôi qua cũng khá nhanh. Ngày anh trở về là thứ bảy, vợ dành cả ngày hôm ấy để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị sẵn sàng bàn tiệc trong ánh nến lung linh và rượu vang để chào đón chồng trở về. Đêm ấy, vợ chồng anh hạnh phúc ngập tràn trong màn trùng phùng sau thời gian xa cách. Cả hai vợ chồng đều nhung nhớ và khát khao vô cùng, họ quấn quýt lấy nhau cả đêm, đến mờ mờ sáng mới mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi. Hôm sau là cuối tuần, cứ nghĩ vợ chồng sẽ ôm nhau ngủ nướng đến gần trưa. Anh Hoàng còn dự định trưa đó rủ vợ đi ăn nhà hàng, nhưng vợ vẫn dậy sớm. Anh dậy theo thì thấy cô ấy đang đứng nấu bữa sáng trong bếp, bước lại ôm chầm lấy vợ từ phía sau, trong lòng anh lâng lâng cảm giác hạnh phúc. Trở lại phòng ngủ, khi vào toilet vệ sinh cá nhân, đi qua thùng rác thì ánh mắt anh phải khựng lại khi chạm vào một thứ. Món đồ ấy nhỏ xíu, lẫn trong đám rác thải khác, nhưng anh vẫn tinh ý phát hiện ra, đó là một chiếc que thử thai. Tay anh run run và cầm lên xem, que thử thai hiển thị một vạch, người thử thai rõ ràng không hề của em bé. Anh thầm nghĩ, trong nhà chỉ có anh và vợ, người sử dụng nó không phải vợ anh thì quản ai vào đây. Vấn đề là tại sao cô ấy lại phải dùng đến que thử thai trong khi 3 tháng nay anh xa nhà. Lúc ấy, trong lòng anh cồn cào nổi sóng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với vợ. Ban đầu tất nhiên cô ấy chối quanh co, nhưng có lý do gì để biện minh cho việc này. Cuối cùng, vợ anh phải thú nhận rằng, cách đây 1 tháng cô ấy đến quán bar chơi với bạn và gặp lại người tình cũ, có men rượu trong người, lại xa chồng 2 tháng. Thế là cô ấy và gã người tình kia đã nảy ra tình một đêm. Vợ cứ nghĩ hôm đó là kỳ an toàn, nhưng vừa rồi thấy chu kỳ bị trễ mới tá hỏa mua que thử thai, may mắn là không có thai. Vợ anh ở nhà một mình, ít nấu ăn nên không đổ rác hàng ngày. Que thử thai đó cô ấy dùng 2 ngày trước, khi anh về cũng quên bẵng đi, không nhớ ra phải phi tang vật chứng. Vậy là cuối cùng bị anh phát hiện ra. Mặc sự van xin hối lỗi của vợ, anh Hoàng vẫn quyết tâm ly hôn. Anh là đàn ông xa nhà, còn chưa bao giờ có ý nghĩ giải tỏa bên ngoài, càng không bao giờ chấp nhận vợ phản bội, dù chỉ một lần. Cũng may trong hoàn cảnh này, vợ chồng anh chưa có con, chuyện ly hôn cũng khá nhẹ nhàng. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây kết thúc, các bạn nghĩ sao về người vợ này? Và cách người chồng quyết định như vậy cũng quá tàn nhẫn với người vợ trẻ của mình. Hãy để lại ý kiến của bạn cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho Lại Chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.